Chào em trai. Dạ em chào anh. Em có thể giới thiệu em tên là gì? Dạ em là Nguyễn Vũ Linh, sinh Linh. 1995. Linh là quê ở đâu đây em? Dạ em Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng. Hôm nay em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải, Bình Dương giúp em chuyện gì đây? Dạ em nhờ anh Hải tìm vợ em là Lê Thị Nhạn, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1996, về đặng phân chia nợ nần với em, và nếu cô ấy không muốn sống với em nữa thì ra tòa ly dị em vẫn chấp nhận đồng ý. Trời đất ơi, sao không tìm về để yêu thương mà lại phải ly dị đây em? Là sao đây? Vì cô ấy đã có người khác rồi. Em và vợ em là cưới nhau lâu chưa? Dạ được 9 năm rồi. Trước kia là mình quen là tự quen hay là làm mai mối đây em? Dạ hai đứa em tự quen tự đến với nhau. Mình có đăng ký kết hôn không em? Dạ có. Em được mấy bé rồi? Dạ em có một bé gái là Nguyễn Ngọc Thảo Vy, 4 tuổi. Lần này vợ đi là dẫn theo con đi luôn hả? Dạ. Lý do sao vợ đi em có thể chia sẻ cụ thể chi tiết cho anh cũng như cho tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết. Bữa đó thì nghỉ lễ 30/4 1 năm, xong thì du làm ngay đầu tuần là thứ hai luôn. Cái đầu cô ấy về ngay lúc 4 giờ rưỡi, cô ấy chạy xe qua kêu em á là tối về rước con luôn. Em đi thăm cha bệnh nhập viện ở Đồng Xoài á, thì sáng em mới về, vì em mới thấy nghi nghi đi, em mới vô em xin trưởng ca là em đi xuống về rồi sớm em mới về. Về thì cô ấy sửa soạn tắm rửa chuẩn bị đi, nhưng mà cái điện thoại cô ấy thì vẫn luôn giữ trong túi, không bao giờ buông ra. Thường ngày về là cô ấy giục điện thoại, ai muốn làm gì làm, muốn lấy lấy. Nhưng mà hôm đó thì cô ấy cứ khăng khăng là giữ cái điện thoại, cho nên em mới nghi, em mới giật cái điện thoại. Thì cô ấy nắm cái cổ áo em, cô ấy lôi lại không cho em coi cái điện thoại đó, cho nên em mới tức quá, em mới tán cô ấy hai bạt tay. Rồi cô ấy cũng chẳng buông ra nữa, xé cổ áo em tí. Khi mà em đập cái điện thoại á, thì cô ấy mới chịu buông ra. Thì cô ấy nói mày đập cái điện thoại thì tao với mày đã hết, không còn liên quan gì nhau nữa. Xong em mới nói, em nói nếu mà cảm thấy sống được thì sống, sống được thì nói trước đi rồi ra tòa ly dị. Cô ấy nói giờ bỏ em rồi á, thì cô ấy sống với thằng khác tốt gấp mấy lần sống với em. Là trả lời trước mặt em như vậy luôn. Dạ. Là mới chuyện mới xảy ra hồi 30 tháng 4 đây hả em? Dạ. Còn trước đó hai vợ chồng em như thế nào? Dạ cấp dưới thì hai chồng em sống rất là vui vẻ và hạnh phúc lắm, không có cự cãi bất cứ chuyện gì cả. Vợ em là ở bên ngoài có đẹp như trong hình không? Dạ vẫn như trong hình à. Em là sinh năm mấy chứ? Dạ em sinh năm 1995. Còn vợ em? Dạ vợ em sinh 1996. 95, 96. Vậy là hai vợ chồng chung sống với nhau là tới giờ phút hiện tại là 9 năm trời. Dạ. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió rồi đúng Dạ. không? Hai vợ chồng em là lập nghiệp làm việc tại tỉnh nào? Dạ cấp trước thì hai chồng em làm tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Có làm Rồi chung công ty không em? dạ làm chung. Rồi sau này em với vợ em mới qua Bình Dương làm, là làm công ty gỗ được thời gian tới thời điểm 30/4 1 năm á, là cô ấy bỏ em đi. Cái thời gian mà qua Bình Dương làm công ty gỗ là hai vợ chồng có làm chung khâu chung công ty không? Dạ cấp đầu làm chung một công ty, rồi em thấy kinh tế gia đình eo hẹp quá, em mới ra sang công ty khác em làm một thời gian. Thì em tính là làm được 1 tháng thì qua tháng sau em kêu vợ em qua làm chung luôn. Rồi tới lúc đó em kêu ấy, cô ấy nói đang làm bên đây đang ổn định, nghe không muốn qua chỗ khác làm đó. Em cũng không có nói gì, em cũng nghĩ đi là vợ em thì hồi đó giờ sống thì nó tưởng đâu nó thiệt tình với em, nhưng không ngờ đâu là em đi qua công ty khác em làm rồi á là xảy ra chuyện như vậy. Cái dạo gần đây, cái dạo mà vợ chồng còn chung sống với nhau á, em có thấy vợ em có điểm gì bất thường không? Dạ thường là bấm điện thoại mà hay trốn tránh không có trước mặt em. Thường thường là em ở trong phòng á thì cô ấy ra ngoài bấm điện thoại,
Còn em ra ngoài thì cô ấy ở trong phòng miết thì bấm điện thoại miết à. Tức là hai vợ chồng là em cảm nhận được là vợ em tình cảm dành cho em không còn sâu đậm như trước đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà bản thân em là có lỗi lầm gì với vợ ông em? Dạ không ạ. Em có nhậu nhẹt không? Dạ em nhậu thì chỉ có đi tiệc đồ này kia nọ em mới có nhậu thôi. Mình có bỏ bê vợ không? Dạ có thời gian mà em đi làm về 10 giờ thì em cũng ít quan tâm vợ em chút á. Gọi là không được dành nhiều thời gian cho vợ như thời Dạ điểm trước đúng không? dạ Kinh tế trong gia đình là có đủ để chi tiêu cho vợ chồng cũng như là con cái không em? dạ cũng có khi đủ có khi nó thiếu hụt á. Vợ em có bao giờ mà than phiền điều đó không? Vì tiền bạc mà hai vợ chồng cãi nhau xích mích không? Dạ có thời điểm gần đây thì có nhưng mà cấp trước thì không à. Hai vợ chồng có hay đi chơi không em? Em có hay chở vợ đi chơi không? Dạ cũng em đi làm về 10 giờ 10 giờ không thì cũng thời gian cũng ít có chở vợ con đi chơi. Cái dạo gần đây chưa tính tới cái thời điểm mà em chia sẻ là ngày 30 tháng 4 đâu. Em thấy vợ em có sửa soạn đấy không? Dạ có. Son phấn kem các kiểu không? Dạ kem thì mỹ phẩm cô ấy xài là một lần cô ấy mua là tầm cỡ chừng 700 800 hoặc 1 triệu bạc. Mức thu nhập của em một tháng nhiêu? Dạ em làm cấp trước em làm bên Bình Dương á là lương em thì lãnh trọn tháng luôn là được 9 triệu. Còn vợ? Dạ vợ em thì được 8 triệu. Tiền bạc là ai là người giữ? Dạ vợ em là người giữ hết, em Chi không tiêu trong có. gia đình là vợ Dạ. là người đứng ra lo và giữ hết tiền đúng không? Dạ. Vậy mỗi lần đi chơi hoặc là đi cà phê bạn bè là em xin vợ Dạ đúng rồi. hả? Bản thân em là ngoài cái thời gian mà làm công việc, còn cái thời gian khác là em có dành cho bản thân không? Có đi chơi, đi bời cà phê các kiểu không? Bạn Dạ bè không? đi nếu mà đi thì cùng vợ chồng và đứa con đi chơi thôi chứ em không có dành thời gian riêng cho một mình em. Vậy là em dành cái thời gian để lo cho vợ, cho con, Dạ. chứ không cho bản thân em, đúng Dạ. không? Em khẳng định là em không có làm sai điều gì đúng không? Dạ Chắc không. ăn không? Dạ chắc. Trước giờ là sống không có để vợ con phải buồn phiền điều gì. Dạ có buồn thì buồn vì mặt kinh tế thôi chứ về mặt khác thì không Cái mức có. thu nhập mà hai vợ chồng mà đi làm chồng 9 triệu, vợ 8 triệu đúng không? Dạ. Thu nhập vậy là rất ổn. Thu nhập cao đấy. Làm công Dạ. nhân thu nhập vậy là ngon rồi. Đủ để chi Nhưng tiêu. mà lãnh lương ra tháng nào thì cô ấy cầm tiền chi tiêu thì cũng tháng nào là hết tháng đó, không có dư giả được miếng nào. Ủa lý do gì chi tiêu gì mà hết nhanh vậy? Em hỏi thì cô ấy nói về lý do này lý do nọ thì em cũng không có, em thương vợ cho nên em không có, mà dạng như là tra khảo này kia nọ về mặt tiền bạc. Gọi là mình không quan tâm, không để ý tới, Dạ đúng không ạ? Cái chuyện tiền bạc, kinh tế trong gia đình, bản thân em là giao hết cho vợ và dạ em rất tin tưởng cái sự chi tiêu của vợ, dạ nên em không 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 có dòm ngó tới, đúng không? dạ đúng Từ rồi. khi nào thì em phát hiện vợ em có người đàn ông khác? Dạ thì khi cô ấy thường lạnh nhạt với em không có như cấp trước. Thời điểm đó lâu chưa em? Cách đây mấy tháng rồi? Dạ cũng tầm cái chừng từng lễ nửa tháng là tới lễ nghỉ lễ 30 tháng 4 thì cô ấy đi luôn. Tức là trước đó là lâu rồi đúng không? Mà Dạ em không hay biết đúng không? dạ Em vẫn có sự nghi ngờ đúng không? dạ em cũng không có nghi ngờ gì, Không em nghi cũng luôn vẫn hả? tin tưởng và cứ tưởng là cô ấy đi làm gì mệt mỏi thì cô ấy có những cái hành động đó thôi. Nhưng thời gian gần đây hơn á thì em mới cảm nhận được là cô ấy đã có người khác và không có dành trọn cái tình cảm đó cho em nữa. Thời điểm đó đó là hai vợ chồng có ngủ chung không em? Dạ em với vợ em thì nói chung là đi đâu cũng đi hai vợ chồng, làm gì cũng hai vợ chồng thôi chứ không có cách xa. Mà trong thời điểm đó thì cô ấy em thường đi miễn em đi ra khỏi phòng á là cô ấy thường cầm cái điện thoại trên tay không bao giờ rời. Công việc nhà là ai làm? Dạ vợ em làm thì em chỉ phụ là nấu ăn này kia nọ thôi. Là em vẫn phụ vợ. Dạ Nhưng mà thấy vợ là cầm điện thoại rất nhiều. dạ Và đặc biệt là rất là bấm bấm gì đó mà em không biết. dạ Có bao giờ em nghe thấy là vợ em gọi điện cho ai đó không? dạ gọi điện thì không có. Vợ em thường thường thức bấm điện thoại tới mấy giờ khuya? Dạ cấp mà làm bên Bình Dương thì cô ấy
thường bấm tới 11 12 giờ khuya mới nghỉ. 11, 12 giờ khuya, Dạ. sáng vẫn đi làm. Dạ. Ôi trời đất ơi, vợ em khỏe vậy hả? Còn em thì về là em tranh thủ là em ngủ lần sáng lần thức sớm là em đi Hai làm. vợ chồng đi làm về là có ăn cơm chung không? Hay là mạnh ai người nấy ăn? Dạ, nấu ăn ra xong thì dọn ra cùng ăn. Ăn xong rồi mạnh ai người nấy làm? Người thì bấm điện thoại, người thì làm gì làm, phải không? Dạ. Em thì ngủ ngủ trước hả? Dạ em thì đi làm về mệt thì em ngủ trước, em không có thức khuya quá. Còn vợ là cứ thức đến chừng nào thức. Dạ. Có bao giờ em khuyên vợ rằng đừng có bấm điện thoại là đi ngủ cho khỏe không? Dạ có, nhầm khi là em cũng nói hoài, em nói á, thôi em ơi ngủ sớm đi để lấy sức ngày mai đi làm. Thì cô ấy nói anh ngủ trước đi, em bấm điện thoại chút em ngủ. Cái thời điểm đó vợ có cộc với mình không? Nói chuyện có cộc lốc, có tỏ ra khó chịu, bực bội không? Dạ cũng có. Trước giờ là em ra tay với vợ mấy lần rồi? Dạ có lần đó là em mới quýnh vợ em thôi. Chắc ăn không? Dạ chắc. Cưới 9 năm trời mà ra tay có một lần đó hả? Phải không? Dạ. Tính tình của em thì như thế nào? Mình có cầm ra làm gia trưởng không? Dạ em thì có tính là hay nóng thôi. Nóng là nóng sao em? Dạ Ví em dụ. bực bội thì em hay cự nữ cô ấy một chút, vì chừng tầm ở chừng 5 phút 10 phút là em lại nói Chủ chuyện lại bình thường chứ chủ em động. có ấy. Em là chủ động làm Dạ. hòa, xin lỗi vợ hả? Dạ. Mình nóng tức là đang nói chuyện bình thường là tự dưng mình giải đánh đạch đến hả? À mà mình gì đến hả? Dạ có những chuyện mà dạng như là bức xúc quá thì em hay nóng tính là hay làm lớn chuyện lên đó. Có khi nào vì cái những cái điều đó mà vợ em chán em không? Dạ em cũng không biết. Hay là do cái thời gian gần đây em không có quan tâm vợ, đi làm về rồi ngủ, ăn rồi ngủ, không quan tâm vợ nên vợ chán không? Em đổi chắc là thời gian đó. Vậy là từ khi mà vợ em vào cái công ty gỗ đúng không ạ? Dạ. Làm ở Bình Dương là bắt đầu là thay lòng đổi dạ hả? Dạ là tính tình và cách cư xử của cô ấy đối với em là khác xa lắm. Vợ có hay đi chơi không em? Dạ không ạ. À. Chỉ đi là kêu em chở đi. Còn một mình là đi bên ngoài có hay đi như vậy không? Dạ không. Nhưng Không. mà thời điểm gần đây thì cô ấy hay đi làm đẹp nhiều lắm. Làm đẹp nhiều, đi lâu Dạ. không em, thời gian lâu Dạ đi cũng tầm cả chừng 15 phút, 20 phút đi không? sửa soạn cắt tóc rồi làm món này kia nọ. Không, phụ nữ mà làm đẹp cái đó là bình thường. Không sao hết, không riêng vợ em mà rất nhiều người như vợ em hoặc là những cô chú anh chị lớn tuổi hơn làm đẹp, cái điều đó là không sao nhá. Dạ Vợ thì em thường thường em chơi mạng á, em trai vợ em thường thường chơi mạng xã hội là chơi mạng gì, về nền tảng gì, tốt tốt hả? dạ TikTok cũng có thì Facebook cũng có. Có livestream Dạ cô ấy có chơi TikTok, cũng có quay video và đăng video. không? Có lên trình live nói chuyện với ai đó trên đấy không? Dạ cái đó thì em không thấy. Vậy theo như em là khẳng định tới giờ phút này Dạ. là vợ em đi theo người đàn ông khác. Dạ. Em có bằng chứng chứng cứ gì không? Dạ em hiện tại là biết cô ấy đang ở ấp Hòa Quế, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng ạ. Ở đó cùng với ai? Dạ ở với Cao Văn Lợi. Mình có biết người đấy không? Dạ em có hình trong điện thoại em luôn. Mình đã từng gặp cái thanh niên đó ở ngoài đời chưa? Dạ gặp rồi. Gặp trong cái hoàn cảnh nào? Dạ cấp trước thì vợ của anh ấy á, thì làm trang điểm. Thì vợ em thì lại xăm môi á, cái thời gian sau này ảnh với chị kia không còn sống nữa thì thường hay nhắn tin qua lại với vợ em nhiều lắm. Vậy là anh hiểu rồi. Bây giờ anh hiểu cái lý do sao vợ em hay đi làm đẹp rồi. Có phải tiệm đó không? Hay tiệm khác? Dạ tiệm đó thì đã nghỉ thì vợ em đi làm tiệm khác. Nhưng mà cái thời điểm trước hay đi làm đẹp là có phải làm cái tiệm của anh này không? Của vợ anh này không? Dạ có. Sao vợ em quen biết được với lại người đàn ông đó? Cái đó là con nuôi của cô Năm em. Cô Cái vợ. người đàn ông đó là con nuôi Dạ. của cô vợ em. Dạ. Ôi trời đất ơi. Và cái người đàn ông đó đã có vợ và có con. Dạ. Nhưng mà tới giờ phút này là quen vợ em là cũng ly dị vợ Dạ rồi. Hay là ảnh ly dị đã trước? ly dị vợ trước rồi. Không còn sống với chị đó Em nữa. gặp cái người thanh niên đó mấy lần rồi? Dạ các em làm Bình Dương thì cũng có nhậu với ảnh được 2 lần 3 lần.
Em thấy người thanh niên đó như thế nào? Cao to, đẹp trai hay là phong độ nói chuyện như thế nào? Ngọt ngào không? Dạ, nói chuyện thì lời lẽ nhiều hơn em. Em thì không có lời lẽ, em không bằng người ta. Văn thơ hoa mỹ hơn em đúng không? Dạ. Màu mè hoa lá cành hơn em đúng không? Dạ. Nhậu Em chỉ sống thực tế không mà em có dạng như tình cảm như người ta thì em nghĩ chắc vợ em nó. những lần nhậu đấy có vợ em không? Dạ thì bữa nhậu đợt đó là vợ em đang xăm môi, là chị đó đang xăm môi cho vợ em luôn. Và em chở vợ đến đó xăm hả? Hay sao? Vợ em lại đó xong thì em lại em coi thôi. Rồi là nhậu luôn ở đấy luôn. Dạ. Ôi trời đất ơi, hôm đấy nhậu lâu không? Dạ nhậu cũng tầm ở dừng tiếng mấy thì em đi về. Sau đó lại tiếp tục bao nhiêu ngày nữa thì lại quay lại tiệm đấy nhậu nữa. Dạ em nhậu được duy nhất là 3 lần, đúng 3 lần là em. Những lần đấy là vợ em đều đến đấy để làm đẹp. Dạ. Vậy là em hiểu rồi. Rồi thời gian sau này em mới quay về bên Sài Gòn em làm. Em Cái làm thời xong điểm rồi. đó em trai, em có quan sát được vợ em và cái người thanh niên đó không? Em có nghĩ tới chuyện đấy không? Hay là em vẫn chưa đề phòng và em chưa biết gì? Dạ em chỉ nghĩ là bình thường thôi chứ em không có suy nghĩ khác nữa, em không có nghi Em ngờ. cố gắng hình dung em nhớ lại xem là những cái lần đấy là vợ em và thanh niên kia có nói chuyện gì với nhau không? Hoặc là có ánh mắt cử chỉ gì thân thiết không? Dạ cái đó thì em chưa thấy. Không quan sát đúng không? Dạ. Bởi vì em đâu có nghĩ là cái chuyện đó xảy ra đúng Dạ đúng rồi. không? Vậy là tới giờ phút này em khẳng định rằng là cái người thanh niên đó là đã dụ dỗ vợ em Dạ. mà chưa biết ai dụ dỗ ai, Dạ. bởi vì vợ em đâu phải là còn trẻ con đâu đúng không? Dạ đúng. Vậy là bây giờ là vợ em về Sóc Trăng hả? Dạ. Thanh niên đó quê Sóc Trăng hả? Sóc Trăng. Em đi xuống đó xác minh chưa? Dạ em có đi rồi. Em thấy sao xuống đấy, em thấy như thế nào? Tại vì ở dưới á, nó không có số nhà như trên thành phố cho nên là em chỉ có địa chỉ thôi. Em có gặp không? Dạ em xuống tới đó là em mới điện cô ấy kêu cô ấy ra đi đặng về giải quyết. Nhưng cô ấy không ra. Em có gặp thanh niên kia không? Dạ không ạ. Bây giờ anh hỏi lại em này, em dựa vào đâu để yếu tố nào để em khẳng định rằng là thanh niên kia và vợ em là đang ở chung với nhau, và đặc biệt thanh niên kia là người dẫn vợ em đi? Dạ cấp trước mẹ vợ em có gửi hình của người đó qua cho em nói là vợ em đang ở như đó. Chính mẹ vợ em là người báo tin cho em, Dạ là gửi hình, là hình vợ em với thanh niên nó chụp chung hay như thế nào, gửi hình thằng đó thôi. là nói là vợ em đang ở chung Dạ thật dạ thật không? Ngoài những cái bằng chứng đấy còn cái bằng chứng nào khác hơn không? dạ có những cái tin nhắn á, là em đọc được là cô ấy gửi cho bên kia là kêu chồng ơi vô trang cá nhân mà xem Kêu cái người đàn là ông tên Lợi đó bằng chồng. dạ. Rồi xong. Vậy là hết. Vậy là kết thúc phim buồn rồi đó em. Lâu chưa em? Thì nó là ngày ngày 4 tháng 5 vì ngày 3 tháng 5 có những cái tin nhắn đó là nó có ngày giờ hết thì em đọc được là do em đăng ký cái nick Zalo của vợ em á. Cái nick Facebook của vợ em thì nó gắn liền với cái Gmail của em cho nên là Em nó xem được đúng không? gửi về Gmail của em nó gửi về cho nên em xem được. Trong quá trình mà vợ em đi từ hôm cụ thể là 30 tháng 4 đúng không? Dạ. Cho tới thời điểm hiện tại hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9. Dạ. Em có gọi điện được cho vợ không? Dạ không ạ. Vợ có gọi điện về không? Dạ cái đó thì gọi cho em thì không có, nhưng mà có liên lạc gì được với mẹ vợ em thì hay không thì em không biết. Vậy là hai vợ chồng chưa có cuộc nói chuyện nào và chưa có thông tin gì. Dạ. Tới giờ phút này em khẳng định, chính bản thân em khẳng định rằng là vợ em đã bỏ em và dẫn theo con đi theo ở với người đàn ông khác. Dạ đúng rồi. Cái thông tin này có đúng không? Dạ đúng. Vậy là bây giờ là tâm nguyện của em hôm nay về nhờ các anh đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Chương, mục Dạ. đích tìm vợ và con em về Dạ. là để ra tòa ly dị. Dạ. Anh hỏi thật, tới giờ phút này em còn thương vợ không? Nói chung cô ấy đã đối xử với em như vậy thì em chỉ không còn tình cảm để dành cho cô ấy nữa. Hết thương chưa? Dạ hết ạ. Sao mình không suy nghĩ là những năm tháng bên nhau? Tại vì em thương cô ấy nhất mà cô ấy lại đối xử với em như vậy thì em không còn tình cảm nào để dành cho cô ấy được nữa.
Trong suốt quá trình 3 tháng trời qua vợ dẫn con đi, tới giờ phút này chắc chắn là em trải qua rất nhiều thăng trầm cũng như là đau đớn rồi đúng không? Dạ đúng. Bản thân em Thời tới gian đầu là một tuần lễ là em không ăn được mà em ngủ cũng không được, là đúng một tuần lễ đầu. thời điểm đó em có thể chia sẻ là em suy nghĩ về điều gì nhiều nhất? Dạ em nhớ về con em là rất là nhiều. Tại thường thường là đi làm về là con bé nó hay kêu em là cha cha đi làm gì có mệt hay không, em nhớ tới câu đó là nước mắt em rơi. Đau lòng ha. Dạ. Vậy mà vợ em đành lòng nỡ lòng nào mà lại đi dẫn theo con em mà đi theo người đàn ông khác. Thật sự đó là một câu chuyện rất đáng tiếc. Nếu lần này anh em đội sĩ Thanh Hải mà tìm được vợ em về và vợ em biết hối lỗi, quay đầu là bờ và muốn ở lại cùng em để xây dựng hạnh phúc tiếp theo để cho con có đủ cả cha lẫn mẹ, thì em có đồng ý không? Cái đó thì em không bao giờ đồng ý được, tại vì cô ấy đã phản bội em một lần, như gắt lần này nữa là ba lần rồi, Ba lần thì hả? em đã tha thứ cho cô ấy hai lần kia rồi mà Ôi trời cô đất ấy ơi. vẫn tiếp tục nữa thì em không có còn hy vọng nữa. Hai lần đầu là sao em? Hai lần đầu á là cô ấy nói dối em là đi sửa hàng, nhưng thật chất ra cô ấy xách xe đi xuống tới Vĩnh Long. Ai ở dưới Vĩnh Long? Dạ cô ấy nói nhà bạn cô ấy gì rồi xong cái mẹ vợ em mới kêu là bữa đó em đi làm về 5 giờ mẹ vợ em mới nói là con Nhạn đi chơi với nó không có đi sửa hàng đó. Em nghe cái câu đó em ấy rất là bủn rủn tay chân luôn, rồi em mới điện em kêu cô ấy là về đi rồi con nó đang bị ốm, em nói dối là con đang bị ốm thì cô ấy nói mua thuốc cho uống đi chút nữa cô ấy về. Đó là lần đó về em vẫn tha thứ Lần đấy về em có hỏi là đi đâu với ai như thế nào? vì cô ấy nói là cô ấy đi nhà bạn cô ấy chơi mà cô ấy giấu em. Rồi lần thứ hai. Thì bữa đó lần đó là cô ấy xuống nhà thằng đó là đi ngay dịp mà đám cúng cơm luôn, Là lần đầu á hả? Hay lần hai? lần hai à. Là cùng cái thằng bây giờ luôn hả? Dạ Hay là thằng khác nữa? dạ thằng khác. Cái thời điểm đó lâu chưa em? Dạ cũng Năm nay hay năm vừa rồi? nó là năm vừa rồi Ôi đó là mối quan hệ này lâu rồi mà. rồi em vẫn chấp nhận và em tha thứ cho cô ấy, nhưng mà cô Là cái ấy người tên Lợi luôn hả? người khác à. Còn người tên Lợi là sau này đúng không? Dạ Ôi ơi, vợ em mà lắm mối vậy hả? Phải không? Em nói có rồi đúng không? dạ đúng Nói phải thật nhá. dạ. Còn cái người đầu là ai là em cũng không biết luôn đúng không? Dạ người đầu thì cô ấy đi nói là đi phụ quán, nhưng thật chất ra em bắt gặp là cô ấy cho người ta hung cô ấy, thì em về em nói cô ấy nói là không có. Phụ quán gì? Dạ phụ quán nhậu. Là vợ em có đi phụ quán nhậu không? Dạ có. Được lâu không? Dạ thời điểm từng cỡ gần cả nửa tháng thì em mới ở nhà em thấy trong bụng rồi bồn chồn đi, em mới xách xe em chạy em đi coi thì em bắt gặp là cô ấy đưa mặt cho một người khác hùng, Sao em cho vợ em đi làm quán nhậu làm gì em? tại vì cô ấy nói kinh tế gia đình khó khăn nên cô ấy Trời đất muốn đi ơi. làm, thì em mới nói là nếu mà đi làm thì phải làm sao chứ đừng có bậy bạ, Em cô trai em, ấy chắc ăn với em. em phải hiểu rõ như thế này, em là đàn ông mà em biết quán nhậu nó phức tạp như thế nào mà. Dạ Mà nhân viên nữ mà phục vụ thì những cái người khách người ta say xỉn, người ta đâu có kiềm chế được bản thân và người ta đâu có biết được cái hành vi đâu như thế nào với đâu. phần cái đó là vợ em muốn thì nó muốn đi về sao em cản lại được, Thôi mình phải khuyên bảo chứ. thì Vậy là em vợ nói cô ấy nói chỉ có tiền không có tiền mới chết thôi. Vậy là vợ em cần tiền. Dạ Anh muốn hỏi em này. Bây giờ anh lại muốn biết, không riêng gì anh đâu mà tất cả các cô chú anh chị muốn biết cái mối quan hệ ban lúc ban đầu á, trong cái hoàn cảnh cái cơ duyên nào mà em gặp vợ em và ai là người chủ động. Gặp nhau dạ trong cái môi trường, cái hoàn cảnh như thế nào? dạ cấp dưới thì em với cô ấy thì kết bạn gặp trên Zalo á, rồi hẹn nhau đi chơi rồi quen rồi tầm được 3 tháng thì em với cô ấy Cưới hả? cưới với nhau. Ui cưới nhanh vậy hả? Dạ Mới 3 tháng mà chưa tìm hiểu kỹ mà cưới nhanh thế. Ai là người đưa ra quyết định đòi cưới? dạ em ạ. Thời điểm gặp nhau trên mạng, tán tỉnh trên mạng lâu không thì ngỏ lời yêu.
Dạ gặp nhau nhắn tin trên mạng thì ít nhưng mà gặp ở ngoài thường hơn. Gặp ngoài được mấy ngày là đã tỏ tình yêu đây em? Dạ thời điểm đó thì em cũng không nhớ rõ. Vậy là tính tới thời điểm hiện tại là vợ em làm rất nhiều công việc rồi đúng không? Dạ Bán quán nhậu, làm công ty gỗ, còn làm công việc nào khác hơn không em? dạ làm công ty gỗ rồi cô ấy đi luôn tới giờ. Vậy là bây giờ là tóm lại cái câu chuyện ngày hôm nay em về đây để em chia sẻ. Thứ nhất là mong muốn vợ em sớm quay trở về. Dạ. Bản thân thì em cũng suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Dạ. Là bây giờ em hết cái tình cảm rồi. Dạ. Em bây giờ là em thương con thôi đúng không? Dạ đúng. Con em mấy tuổi chứ em nhắc lại đi. Dạ con em 4 tuổi. Mà bây giờ em đang lo sợ điều gì nhất về con em? Dạ em sợ nhất là con em sống với cha dượng. Hai vợ chồng em có đăng ký cái hôn đầy đủ đúng không? Dạ đúng rồi. Thứ nhất vợ em đang sai đấy nhé. Dạ. Bởi vì hai vợ chồng em có đăng ký cái hôn hợp pháp mà tới giờ phút này vợ em chưa giải quyết xong với em, Dạ. chưa ra tòa ly dị mà lại đi theo ở với người đàn ông khác, là vợ em đang vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Đó là Dạ cái đúng thứ rồi. nhất. Cái thứ hai là vợ em đang có chồng mà lại bỏ đi theo người ta. Dạ. Mà cái đó thì thật sự mà nói thì nếu đó là sự thật thì khó có người đàn ông nào chấp nhận được lắm. Dạ. Nên mà em hôm nay em mới về đây với cái mục đích chính là tìm vợ về để ly dị. Dạ. Là bây giờ là không cho vợ cơ hội nào nữa. Dạ đúng. Hết cơ hội rồi ha. Dạ. Lần thứ ba quá tam ba bận. Dạ. Em phải nói một cái điều thẳng thắn với vợ em trên video này để vợ em xem được đang ở đâu đó, ở với ai. Tới giờ phút này không quan trọng nữa. Lấy ai, cưới ai làm chồng không quan trọng nữa. Miễn sao cái quan trọng là về ra tòa ly dị rồi đường đường chính chính đường ai nấy đi, đến với nhau trong vui vẻ hạnh phúc thì phải kết thúc cũng phải vui vẻ và hạnh phúc. Em nói chuyện với vợ em đi. Dạ đây là gần cuối video này á, thì em có đôi lời nhắn tới người vợ em là Lê Thị Nhạn. Nếu cô ấy á, không sống với em nữa thì chị giải quyết ổn thỏa với em hết đi, rồi cô ấy muốn sống với ai thì sống, muốn làm như thế nào thì cái đó là em không quan tâm tới và em không có bận tâm tới nữa, và em sẽ để cô ấy chọn được cái con đường mà cô ấy coi là quyết định đúng đắn của cô ấy, và cái tương lai sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc hơn khi ở bên em. Em trai này rất bản lĩnh cô chú anh chị ạ. Có thể là em trai này trong cái thời gian vừa qua là bị cắm sừng nhiều quá. Gọi là tới giờ phút này là không đau vì quá đau. Em nhận ra rằng là cái người phụ nữ mà cái người em gọi là vợ cứ tưởng rằng là sẽ hai vợ chồng sẽ nắm tay nhau đi suốt con đường, đi đến cuối đời để mà sinh ra những đứa con và chăm sóc cho những đứa con ăn học thành người thành tài. Nhưng mà tới giờ phút này thì em trai này hoàn toàn vỡ mộng. Bởi vì là người vợ của em, như em chia sẻ rằng người vợ của em là tới giờ phút này đã phản bội, thay lòng đổi dạ và yêu một cái người đàn ông khác, thì tới giờ phút này em về đây với một cái trạng thái tinh thần có thể là ổn định, tâm lý đã rất tốt và em quyết định cuối cùng là tìm vợ về để ly dị. Và như em nói là trả nợ là nợ gì em? Dạ khi em với cô ấy còn chung sống với nhau á, thì đã thiếu một khoản nợ mày, cô ấy bỏ đi rồi, giờ nợ thì bao nhiêu người với có mừng hơn em à. Nợ đó là ai, là người đứng ra vay? Dạ nợ đó là nợ chung mà. Ai là người đứng ra vay? Em hay là cô ấy vay? Dạ cấp đầu thì em có vay, thì Em sau vay cái đấy là này vay của ngân hàng hay là vay nóng? dạ vay tư. Vay nóng hả? dạ Em là người đứng ra vay đúng không? dạ Em là người đứng ra vay, anh nói thật luôn, em là người phải chịu rồi. rồi à, lúc đầu á, thì em vay nhưng mà cấp sau thì cô ấy cũng có vay, Khoản tiền đấy là khoản tiền xài chung cho gia đình hay là xài vì mục đích cá nhân riêng? thì cô ấy em hỏi cô ấy á, thì cô ấy nói trong nhà túng thiếu thì mượn đầu này lắp đầu kia. Vay bao nhiêu em? Cụ thể tới giờ phút này là em nợ bao nhiêu tiền? Dạ tổng cộng hai người thì tầm cỡ Bao nhiêu? tám mươi mấy triệu, 800 mấy chục triệu á? tám mươi mấy triệu. À 80 mấy triệu, anh nhầm, anh xin lỗi. Dạ Anh thấy lạ ha, hai vợ chồng mà chồng làm 9 triệu, vợ làm 8 triệu mà trong khi đó là có một con à, mới có bé à, mà lại tại sao lại ăn uống chi tiêu lại không đủ ha, anh thấy cái điều này hơi lạ dạ ha. Nhà mình là thuê phòng trọ đúng không? dạ em ở trọ. Một tháng là nhiêu tiền trọ đây?
Dạ điện nước luôn là chưa tới 1,5 triệu. Điện nước luôn chưa tới 1,5 triệu mà trong khi đó một tháng hai vợ chồng làm là 89 là 17 triệu Dạ. mà còn đi vay nợ, là anh thấy là có điều gì đó bất thường rồi đấy. Vậy là em cũng đứng ra vay và cả cô ta đứng ra Dạ. vay. Cái này như thế này anh cũng nói thật luôn nhá, những cái nào em vay thì em phải chịu trách nhiệm là cái đó là chắc rồi, còn những cái Dạ. cô ta mà đứng ra vay thì phải cô ta phải về phải chịu trách nhiệm Dạ. để trả cho người ta, bởi vì có vay là phải có trả, không giặt được đâu Dạ. nhá. Em còn điều gì em muốn chia sẻ nữa không? Dạ em hết rồi. Bây giờ em nhớ con lắm đúng không? Dạ. Rất thương con. Nếu cái câu chuyện ngày hôm nay khi anh em đăng lên các trang mạng xã hội và vợ em lên tiếng nói với anh em rằng là em nói chuyện không có đúng sự thật, em về đây em nói gọi là chỉ nói tốt cho em thôi, còn những cái lỗi lầm em gây ra thì em không nói, thì lúc đó em tính sao? Dạ em nói là những lời em nói hôm nay là những lời sự thật, em không có bịa đặt hoặc nói dối một lời nào. Mục đích của em lên đây là không phải lên để bôi nhọ vợ đúng không? Dạ. Nếu cô vợ em lên tiếng sau khi anh em đăng tải lên mà vợ em lên tiếng nói rằng là em ăn chơi nhậu nhẹt bỏ bê vợ con ra tay với vợ con nên mà vợ em chán không muốn sống với em như vậy nên muốn tìm người đàn ông khác để lo lắng cho cô ta, thì lúc đó em xử lý sao? Em nói em cũng như lời em nói, em nói nếu mà cô ấy cảm thấy sống với em không được hạnh phúc và em không lo được cho cô ấy thì cô ấy có quyền sống với người khác, nhưng mà cô ấy phải về giải quyết với em rõ ràng là ra tòa ly dị đàng hoàng hết đi, rồi cô ấy muốn sống sao thì cô ấy sống, em không có ép buộc cô ấy phải về sống với em. Thằng em này vẫn bản lĩnh của chú anh chị ạ. Khác với một số anh chồng khác, nhiều anh chồng khác về đây biết vợ ngoại tình nhưng mà về vẫn khóc lóc để năn nỉ tha thứ, mong vợ về sống chung. Nhưng riêng trường hợp của em trai này thì lại khác, rất bản lĩnh. Về đây nhờ anh em tìm vợ về với mục đích là ly dị đường ai nấy đi. Suy nghĩ của em rất là tốt, bởi vì như thế này, vợ chồng đến với nhau là một cái duyên, Dạ. ở được với nhau hay không cũng là một cái duyên. Có thể là cái duyên của hai vợ chồng em tới đó là kết thúc Dạ đúng rồi. thì mình cũng phải chia tay cho em đẹp, đường ai nấy đi. Mình mà níu kéo hoặc là mình cố gắng để hàn gắn về ở với nhau thì cũng chẳng có hạnh phúc đâu. Tư tưởng vợ em mà ở với em về cái thể xác thôi, mà tư tưởng bên người đàn ông khác thì cũng chẳng sống được, Đúng chẳng rồi, có hạnh nếu phúc. mà em lôi kéo cô ấy về thì em chỉ được cái thân xác của cô ấy thôi, chứ trái tim của cô ấy thì đã hướng về người khác rồi, không bao giờ em có được. Nên mà mình tốt nhất là mình giải thoát cho nhau. Thà em bây giờ thà em đau một lần thôi, chứ em không muốn là em phải trải nghiệm là Anh cái cũng cảm nói cho giác em trai đau biết luôn của nhá, mình chia tay là phải trong êm đẹp, vui vẻ và hạnh phúc nhá. em. Tuyệt đối không được hận thù nhá, không được Dạ. làm điều gì dại dột, nghe chưa? Dạ. Vợ đến với mình trong khoảng thời gian đó thì mình nên tôn trọng khoảng thời gian đó. Bây giờ hết duyên thì đường ai nấy đi, thì xem như là bạn bè đi nhá. Dạ. Mình không ở được nữa thì mình chúc phúc cho nhau. Có thể là sau này thì em cũng sẽ có gia đình mới chẳng hạn vậy, thì Dạ. mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng. Nhưng cái điều mà anh đáng tiếc ở đây, em biết tiếc gì nhất không? Anh thấy thương cho đứa trẻ, bởi vì đứa trẻ nó vô tội em ạ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mong rằng em cũng như là vợ em, cho dù sau này con em ở với vợ em hoặc là ở với em, nếu ở với em thì vợ em cũng phải có trách nhiệm trợ cấp nuôi dưỡng bé tới 18 tuổi, hoặc là con của em ở với vợ em thì bản thân em làm cha em cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng trợ cấp cho con em tới 18 tuổi nha em trai nhá. Theo em á, thì nếu mà cô ấy nuôi thì em không cấp dưỡng, còn nếu đặc biệt cô ấy không nuôi nữa đưa em nuôi em không cần cô ấy phải cấp dưỡng. Không được em, cái này là có tòa án nhá, em không có quyền quyết định nhá. Cái này là việc của tòa án. Khi hai vợ chồng về gặp mặt nhau ra tòa án thì tòa án là người quyết định Dạ. nhá. Chứ còn không có cái chuyện là em không cấp dưỡng hay không cấp dưỡng, em không có quyền đó. Em bắt buộc ở với ai, bắt buộc cha hoặc mẹ phải là người cấp dưỡng cho tới khi bé 18 tuổi. Đó là Dạ. cái luật nhá, mình không có Dạ. thể cãi luật được nhá. Dạ. Rồi, cuối video thì anh không biết nói gì hơn, chúc cho em cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là vợ em xem được video này sớm quay trở về để cùng với em ra Để cùng tòa với ly em ra dị. tòa ly dị và giải quyết những cái vấn đề. Hôm nay em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính, đúng tâm nguyện của em là tìm vợ về để ly dị. Em Dạ có đồng đúng. ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ em về ly dị không? Dạ em đồng ý.
Toàn bộ thông tin sự việc chi tiết em vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng, hoàn toàn sự thật. Nếu sai Nếu sai thì em sẽ tự chịu trách nhiệm trước. trước pháp luật. Ok em trai, cố gắng nha, em bản lĩnh đấy. Thì các anh đã ghi nhận sự cố gắng hết sức. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải biết được cái thông tin của em gái này đang ở đâu đó, để gặp em gái này, khuyên em gái này sớm về để mà gặp chồng, giải quyết cái chuyện gia đình. Không còn ở với nhau thì mình cũng phải đường đường chính chính mình đi, thì mình đến với nhau là mình đăng ký kết hôn, thì mình ra đi thì mình cũng phải ra tòa để mình ly dị cho rõ ràng, để đường ai nấy đi, để sau này là mỗi người có một cuộc sống riêng, không có phiền toái tới giấy tờ. Nếu mà bản thân bây giờ em trai này và vợ của em mà không ly dị thì sau này em trai lấy vợ thì cũng khó có người nào đồng ý, bởi vì đã ra tòa ly dị đâu mà lấy vợ, và có lấy vợ thì cũng không thể đăng ký kết hôn, sau này có sinh con đẻ cái cũng khó về mọi mặt giấy tờ. Nên hy vọng rằng là em gái này xem được video này thì sớm quay trở về để gặp chồng, để mà ra tòa ly dị rồi đường ai nấy đi, mình không còn duyên với nhau nữa, thì mình kết thúc trong vui vẻ em đẹp. Em trai nhớ lời anh nhá, là mình không được hận thù nhá, vui vẻ êm đẹp và mình trân trọng cái khoảng thời gian sống với nhau, dù gì 9 năm trời chứ không phải là 9 ngày 9 tháng đâu, trải qua một cái thời gian thăng trầm có nhau nhá. Rồi chào em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.